Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về tinh thần và ý chí kiên định của đội tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu với đội tuyển Mỹ tại World Cup 2023, được viết về Megan Rapinoe, nữ anh hùng bóng đá và huấn luyện viên Vlatko Andonovski của Mỹ. Bài báo nhấn mạnh khát vọng của đội tuyển Mỹ để giành chức vô địch thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam mới lần đầu góp mặt ở World Cup và tinh thần chiến đấu không ngừng của các cô gái Việt Nam. Dù đương kim vô địch thế giới, Mỹ có đẳng cấp và chất lượng nhân sự vượt trội, nhưng chúng ta hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không bị áp đảo tinh thần và sẽ tận dụng mọi cơ hội để ghi bàn. Chúng ta đều mong chờ những điều kỳ diệu từ tinh thần kiên định và khát vọng của đội tuyển nữ Việt Nam trong giải đấu lớn chưa từng có trong đời cầu thủ của họ.